phi xuyên khung qua bạch thược, nhân sâm bạch chuột với bạch linh, trục địa hoàng kỳ 12 nhẹ, cam thảo 4 nhục quế 8 gam, sinh khương 3 lát táo tẩu 3, hợp thành thập toàn đại bổ tham, bổ ích khí huyết chỉ khai xuyên, và ai mang lậu cũng khỏi mau, bào chế như sau em yêu nhẹ, đương quy tầm rượu bạch chuột sao, trích cam thục địa chung với rượu, ngày một thang sắc uống 3 lần, khí huyết đều hư thiên hư hàn, dương hư suy nhục cơ thể xuyên, băng lậu di tinh kinh không đều, xâm chuột linh thảo hợp bổ tỳ, cùng ích khí dưỡng thận dưỡng can, quy thục thược hợp sức tư âm, hoàng khí bổ khí nhục quế ôn trung khu hàn đại còn thông huyết mạch, làm tăng bổ huyết và lạp khí, xuyên khung bổ huyết vừa lý khí, sinh khương táo điều hòa tỷ vị, thập toàn đại bổ em nhớ ghi.